កម្ពុជាបន្តធ្លាក់ភ្លៀងរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយសារប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងព្រោះវិដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធខ្ពស់នៃប្រទេសចិនដែលគ្របដណ្ដប់ផ្នែកខាងជើងប្រទេសថៃនិងលាតសន្ធឹងទៅដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈនេះនឹងមានលំហូរខ្យល់បក់មកពីទិសខាងជើងនិងទិសឦសានប្រសព
ngày thứ bảy khai vị chỉ ca chín năm pi pòn nó phải bảy nâng thua ai khát môi chấm nôn nơi khnông đầm bòn sầm ớt nâng đầm bòn cung riệp nâng miền phiền thẹn khnông cầm rắt pi tích tập bằng cù lê lâm chỉ môi co rắn tia nâng sờ cẩn trạ crop đan đắp lơ tay đấy pi sam sập từ hà sập phe rồi chấm pua rít thì nếp nôm bình nâng khát môi chấm nôn nơi đầm bòn tầm nếp cẩn đà nâng miền phiền thẹn pi cầm rắt mật sum tập bằng cù lê lâm đòi co rắn tia nâng sờ cẩn trạ crop đan đắp lơ tay đấy pi sai sập từ học sắp phía rồi chạp bị thang ngay tì xam xa mùi khai tốt lá đó thang ngay tì bay khai với chí ca liêng nâng bọn to thị lạ lực khát mùi chấm nuôn khăn nông đồng bọn mọt xa mọt nâng đồng bọn khu phong riêp khăn nông cầm rất bị tích tớ bóng cú lê lâm chì mùi phô rắn tiết nâng chào cân trạ cọp đón đọc lợp tay đấy vì xam xa tư hà sắp phía rồi chấm nay ai rì thị ni phụng bình nâng bọn đa khát mùi chấm nuôn nâng khăn nông đồng bọn tâm niệp con đá nâng miên phiêng thị lạ vì cầm rất mật chung tớ bóng cú lê lâm chì mùi phô rắn tiết nâng chào cân trạ cọp đón đọc lợp tay đấy vì xa sắp tư học sắp phía rồi Rô Vê Đà Spring Bongo, rủ chiếc em sở tuân, sở sài bài thôn mà chiếc.